hay là vào trong bảo tàng Quảng Ninh đi tham quan một vòng nhá. Đấy. Bên trái ở đây có gì nào? Đây. Đỗ Hải biết đây con gì đây? Sam biết được. Đây là con sam. Đây là con. À không. Đây là con cá đuối. Cái đuôi nó có điện đấy. Nó còn sống đuôi nó điện giật chết luôn đấy. Đây là con cá đuối rất là to. Cá đuối đen. Cá đuối bồng đen. Cá đuối bồng đen. Rít luôn. Người ta không cho đi đường đấy đâu con. Người ta không cho đi đường đấy đâu. Nó ngăn lại không cho đi đâu. Sừng này, sừng này, sừng này. Sừng voi à? Cái này là cái gì nhỉ? Ngà voi không ạ? Ngà voi. Ngà voi sao đâu ra đây? Quảng Ninh có ngà voi nhỉ? Buôn lậu. Buôn lậu ấy chìm thuyền. Ngà voi đấy. Nó ghi kìa, con đọc trong biển nha. Sò tai tượng. Sò. Sò tai tượng. Là con sò gì á? Sò tai tượng. Con sò biển. 2014. Vùng biển Quảng Ninh. Giang, Clam. Đây là ấy thôi. Đây xem đây đấy này. Sao biển này. Đấy, đây là con sam. À đây, con cá đuối, vẫn là con cá đuối. Cá đuối loài khác. Vẫn là cá đuối bồng, con này bé hơn trước. Cái đuôi nó có điện là giật đến chết. Con gì đây? Mà nó bị mất mắt đây. Con gì bị mất mắt đây ạ? Cá đuối mà. Sao? À con này là khác này. Con này là khác này, cá đuối mỏ nhọn này. Loài khác này. Đây là cá đuối mỏ nhọn. Ừ, cái mỏ nó nhọn hơn tí. Không, cả đuối cái khác được hoàn toàn luôn. Cả đuối cái mỏ vịt này, mỏ tròn này. Ông hà mã chứ, úi con này đẹp nhỉ. Núi 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 núi, sao con này đẹp. Cá đuối, ó. Ồ, chỉ giống chim ó này, mặt nó này. Mặt nó như con khỉ đột ấy. Ôi xa. Ôi sao đây con. Đấy, cá đuối đấy, đẹp không? Đẹp chưa? Tiêu bản làm rất chuẩn. Cá đuôi ó. Mỏ như mỏ ấy thôi. Trên đầu nó có hai tai thở hay mắt nó đấy mới. Mắt thì sao? Dưới này là mắt nhỉ? Cá đuôi ó hả? Ừ. Tổ ong giả ấy. Mô hình tổ ong. Cá gì đây? Cá nhắm râu. Cá này cá loại bé này. Trong này thì còn cá con bé này. Cá nhắm râu. Cá nhắm râu. Đây còn khác này. Tì bà. Cá bay. Cá tì bà. Cá tì bà đấy. Cá bay á? Ừ. Mồm như cánh giống như cái vây bay, nó bay lượn trên biển. Thấy không? Ôi. Cái mang nó bên cạnh này. Ôi cái này, con này ăn thịt được người này. Có răng này. Răng sắc này. Ôi như cái răng kinh hàng khác nhọn nhỉ. Ấy, thằng ấy. Wow. Cá
này to hơn này. Cá này là cá ở cá nhắm khác, cá nhắm béo. Con này mồm bé xíu xíu thì ăn gì nhỉ? Con này không khi ăn thực vật. Không. Đây là cá nhắm béo. Ừ. Con này ăn tôm. Đây là cá mõm nhọn. Kinh, cá này mới kinh. Cá mõm nhọn này. Nhắm béo. Cá mõm nhọn này. Cá này mới kinh này bố ơi. Ờ nhỉ. Cá mõm nhọn. Đẹp chứ, đi mình nhìn mình. Nếu mình không nhìn mình tính nhìn sự vật thì mọi thứ đều xấu hết. Nó lướt qua tầm mắt của mình luôn. Đấy, nhìn con này cá đẹp không? Nó có gai gai trên lưng này, nhìn chưa? Không qua đâu. Ở đây, nó gai gai trên lưng, như sừng của nó trên lưng. Đúng không? Cái nó khác biệt con loài khác luôn. Đấy. Dưới này là cục san hô này, nhìn cục san hô đẹp chưa? San hô. Nó tỉa này, thấy không? Đây, con kia cũng là con san hô kìa. Đấy, san hô gì kìa? Nó khác nhau đúng không? San hô với chó. Mày phải nhìn kỹ mình mới thấy điều này đúng không? Đẹp không? Phải cảm xúc. Ôi, ở đây sướt rồi. Bố bản thân bé tí tí. Thôi bố bạn.